Hôm nay em xin bán cái xác quy thái 110 đời 201, nguyên cái xác như hình nha anh em, không cục máy và bộ bình xăng con thôi, còn bên trong là dàn điện sườn đầy đủ, mọi hoạt động xe đang hoạt động đầy đủ, điện đèn còi đầy đủ luôn. Giá cho nguyên cái xác xe này là 7 triệu, xe giấy tờ đầy đủ nha anh em, cũng quy thái 110, xe không chính chủ, bán viết dưới tay bao tranh chấp, áo zin hết nha anh em. Quay thái 110 đợi 201. Xe bán là bao tranh chấp nha anh em, bao đúng quay thái 110, số sườn số máy zin, xe còn bô zin luôn nha anh em, bô zin 110, cổ zin luôn, chỉ có lỗi nhẹ là phần ở trong nó có làm đồng sơn. Nguyên cái xác như hình là mình bán là 7 triệu, viết giấy tay bao tranh chấp. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933 996 332.